Phiền anh dừng lại giúp tôi với. Rồi, cô mua rau cho tôi đi cô. Cô bỏ hết tất cả chỗ rau này lại để cháu lấy cho. Cô nói sao ạ? Cháu nói là cháu sẽ mua hết chỗ rau này cho cô. Bây giờ cô gom hết vào túi cho cháu đi ạ. Cô nói thật chưa ạ? Dạ. À, nhưng mà giờ cháu phải đi làm. Chắc là cháu nhờ cô nhặt rau giúp cháu luôn. Rồi lát nữa cháu về cháu lấy nhá. À, được cô ạ. Đây, cháu gửi tiền cho cô trước. Cho cô yên tâm. Cô ơi, dạ. Tờ to như thế này, cô đợi tôi đi đổi tiền lẻ, tôi trả lại cho cô nhá. Thôi, không cần đâu cô ạ. Cô cứ cầm cả đi, coi như chỗ còn lại cháu biếu cô. Nhưng mà chỗ rau này... Không sao đâu. Thôi, cô nhặt rau cho cháu đi, rồi lát nữa cháu quay lại cháu lấy ạ. Vâng, về lúc cô quay lại tôi gửi lại cho cô nhé. Dạ. Thôi, cháu đi đi ạ. Dạ, chị ơi, em vừa mới ở bên công ty đối tác về ạ. Em gửi chị biên mật cuộc họp ạ. Đâu để chị xem nào. Mà sao người em ướt sũng thế này? Dạ, ngoài trời đang mưa lớn ngập hết cả. Mưa à? Vâng. Tôi chết rồi. Có chuyện gì vậy ạ? Sáng nay chị mua rau giúp cho một bà lão. Chị đưa 500 ngàn rồi nhờ bà nhặt rau luôn cho. Hẹn là chưa quay lại lấy. Mà cứ mải việc quá, quên mất rồi. Chẳng biết bây giờ quay lại bà ấy còn chờ hay không nữa. Chị khéo lo, khéo mà bà ấy đi từ lúc chị mới về ấy chứ. Thôi vậy. Em xin phép. Anh, dừng xe lại giúp tôi với. Cô mua rau đi cô. Con ơi, bình thường ở đây có một bà lão hay ngồi bán rau. Con có biết bà lão hay không? Bà là bà ngoại của con. Vậy à? Thế bà con hôm nay đi đâu rồi? Mà sao hôm nay con lại ngồi bán rau thế này? Bà mất rồi. Sao cơ? Bà của con mất rồi á? Hôm trời mưa to, con ở nhà đợi mãi mà chẳng thấy bà đâu. Người ta đưa bà về, bà đã mất rồi. Con ơi, thế bà của con bị tai nạn à? Hay làm sao? Các bác nói không lấy bà để con nhà lúc sáng mua rau của bà. Ai nói bà cũng không chịu về, sợ cô đó tới mà không thấy bà. Mẹ con lúc mới sinh con, bố thì bỏ con đi lấy vợ mới. Có mỗi bà là người thân của con, mà bà cũng bỏ lại con, thấy con hô nên không ai ở lại với con hả cô? Không, không phải thế đâu. Con ngoan lắm. Con ơi, giờ hay là cô đón con về làm con nuôi, con về ở với cô nhá. Cô nói thật hả cô? Con đồng ý không? Vào đây con. Con ngồi đi. Thấy nhà mẹ thế nào? Nhà mẹ đẹp thật đấy.
Rồi sau này mẹ sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp với cả nhiều đồ chơi cho Linh nhá. Linh thích không? Rồi ngồi gần đây với mẹ nào. Ô anh, anh ơi, đây là bé Linh, cô bé mà lúc nãy em đã gọi điện nói chuyện với anh rồi đấy. Linh, đây là ba Minh. Ba Minh là chồng sắp cưới của mẹ. Ba Minh cũng sẽ là ba của con. Con chào ba đi. Chào con. Linh ngoái à? Ở kia, con chào ba đi xem nào. Cháu. Sao lại cháu? Con phải xưng là con, gọi là ba chứ. Rồi, con chào lại cho mẹ nghe xem nào. Con chào ba. Đó, như thế mới ngoan chứ nhở. Thôi, bây giờ đi vào nhà tắm, mẹ tắm rửa cho sạch sẽ nào. Đi. Alo. Em à. Tình hình là anh sẽ làm đám cưới với con chủ tịch rồi nhá. Không sớm thì muộn, tất cả tài sản của nó sẽ rơi hết vào tay anh thôi. Nhớ em. Ok. Sao thế con gái? Ơ kìa, sao nào? Nói nhanh cho mẹ nghe xem nào. Mẹ, mẹ đừng lấy ba Minh nhá. Linh, con đang nói linh tinh cái gì đấy? Ba Minh là người xấu. Con nghe thấy ba Minh nói sẽ cướp hết tài sản của mẹ. Linh, ai dạy con nói hỗn như vậy? Con nghe thấy mà. Linh, từ giờ mẹ cấm con không được hỗn như thế nữa nhá. Con mà còn như thế là mẹ không yêu con đâu. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Đi vào phòng tự kiểm điểm, nhanh. Linh, Linh ơi, ra đây mẹ bảo. Dạ. Ra đây. Con ngồi xuống đi. Linh, cái này con lấy ở đâu ra? Cô giáo cho con. Mẹ hỏi lại một lần nữa, con lấy thứ này ở đâu ra? Con người thân mà, cô giáo. Linh, có phải là con lấy tiền của mẹ để đi mua đồ chơi đúng không? Linh, mẹ thương con như vậy, đón con về nuôi mà càng ngày con càng hư với mẹ đấy. Con nói thật mà, là ba Minh lấy. Con... Mẹ không cho con tiền mua đồ chơi, thế rồi con lấy tiền của mẹ để đi mua đồ chơi, không con thì ai nữa? Mẹ không tin con ghét mẹ. Linh, chuyện gì đây em? Anh nghĩ là con bé này định chiếm đoạt tài sản của em đấy. Em cẩn thận. Nhưng mà anh nói vậy nghe có buồn cười quá không? Mẹ Linh nó là trẻ con, nó nói nhăng nói quậy còn được. Chứ anh người lớn mà cũng nói thế à? Nó bé thế thì tính toán cái gì chứ? Ôi dồi ôi, em cẩn thận. Mấy đứa nhà nghèo này ấy, không được đi học. Nhiều mưu mô lắm em ạ. Mà anh nhớ hình như ở quê nó còn một ông bố nữa cơ mà. Có khi là bố nó xúi đấy. Ừ nhỉ. Anh nói kể cũng đúng. Anh nghĩ nếu mà được thì tốt nhất bây giờ cứ tách nó ra đi. Nhưng mà
Không thì bây giờ ấy, cứ tống nó đi du học đi. Không phải bên nước ngoài em có một bà chị à? Cho sao cho vui. Ừ nhỉ. Hay là mình làm như vậy. Ôi Linh ơi, sang bên đó còn nhớ anh thật chăm chỉ nhá. Nhớ không được học theo những thói hư tật xấu đâu, biết chưa? Con phải học thật giỏi, thật ngoan ngoãn thì mới xứng đáng là cháu của bà được. Thôi đi đi con, anh đưa cháu ra sân bay cẩn thận giúp tôi nhé. Chuyện không hay rồi ạ. Sao? Có chuyện gì? Bên đối tác vừa gọi điện cho em, nói là họ nhận được một lời chào hàng từ công ty mới tên là NCT và... Và sao? Và bản kế hoạch mà NCT đưa ra giống hệt bản kế hoạch của công ty mình ạ. Sao lại có chuyện đó được? Em cũng không rõ, nhưng bên đối tác họ nói là nếu chúng ta không chứng minh được bản kế hoạch đó là của mình thì họ sẽ ký hợp đồng với NCT. Không thể có chuyện đó được. Cô mà gọi ngay giám đốc mình về đây cho tôi. Dạ vâng ạ. Anh ơi. Anh Minh, trợ lý vừa báo với em là... Anh nghe rồi. Anh nhất định sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Anh Minh, cái bản kế hoạch đó là tâm huyết của em và cả công ty mình. Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Mà cái công ty NCT là công ty nào cơ chứ? Là công ty của con đấy. Linh, sao lại thế? Sao con lại làm như vậy? Con muốn công ty của mẹ phá sản à? Là để lật đổ bộ mặt thật của ông đấy, bà Minh ạ. Cái gì cơ? Anh Minh, là thế nào? Đây, nếu mẹ không tin thì mẹ xem đi. Đây là clip mà con đã quay được cảnh ông ta đến gặp giám đốc của bên con để bán lại kế hoạch mà mẹ đã tâm huyết đấy. Anh Minh, anh giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Anh... Tất cả đều là màn kịch mà tôi dựng lên nhằm vạch trần bộ mặt thật của ông đấy, ông Minh ạ. Tôi không ngờ suốt bao nhiêu năm qua tôi tin tưởng anh như vậy mà cuối cùng anh lại lừa dối tôi. Bao nhiêu năm nay tôi tin tưởng anh như thế mà hóa ra anh lừa dối tôi. Đổ khốn nạn. Không em ạ, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh hứa từ bây giờ anh sẽ không như thế nữa. Em ạ. Câm mồm. Giờ này mà anh còn mặt mũi nào để giải thích thêm nữa. Anh cút ngay rồi phải đây cho quên mất tôi. Không được ạ. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ à, dù sao mọi chuyện cũng ổn cả rồi mà. Lỗi cũng do con đã không tạo được niềm tin cho mẹ. Không con ơi, lỗi là ở mẹ. Tất cả là do lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ, dù sao con cũng về đây rồi. Mẹ đừng đuổi con đi nữa nhá. Suốt thời gian qua, ngoài những tin nhắn hàng tháng chuyển tiền đều đặn, hiếm khi nào mà con nhận được tin nhắn hỏi han từ mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Con gái của tôi. Mẹ
thắp đèn xin lỗi con nhá. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Con.